tôi đã giảm 15kg và 15cm vòng bụng trong 6 tháng. Không cần dùng thuốc chỉ nhờ cách này. Áp dụng chế độ ăn và cách tập luyện này. Sau 6 tháng mình đã giảm từ 65kg xuống 50kg. Vòng bụng từ 75cm xuống còn 60cm. Thông tin nhân vật họ và tên Nguyễn Thị Ngọc. Năm sinh, 1987. Là nhân viên bất động sản và bán hàng online. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Chiều cao 1m60. Trước khi giảm, cân nặng là 65kg. Vòng eo 75cm. Sau khi giảm, cân nặng xuống 50kg. Vòng bụng 60cm. Tự ti vì chồng gầy vợ béo nên quyết tâm giảm cân. Bà mẹ hai con Nguyễn Ngọc từng rất tự ti về bản thân vì bị mọi người so sánh, chê bai lệch đôi khi chồng gầy vợ béo. Đi đâu với ông xã mình cũng rất tự ti, sợ làm xấu hổ chồng. Có lần đi cùng ông xã, bị hiểu lầm là chị gái nên mình rất xấu hổ và khóc rất nhiều. Chính vì thế mà chồng mình rủ đi đâu mình cũng đều bịa ra lý do để không phải đi. Nguyễn bị tăng cân mất kiểm soát kể từ sau khi sinh em bé thứ hai. Lúc đó cân nặng của cô lên tới 71kg. Béo và nặng nề, làm gì cũng rất khó khăn. Việc bị thừa cân quá nhiều khiến cho việc đi lại của mình rất khó khăn. Mẹ mình suốt ngày than tại sao không chịu giảm cân đi. Sợ mình không nghe lời, có lúc mẹ còn nhờ bạn mình gọi điện đến tác động cho việc giảm cân của mình. Rồi có người bạn lâu không gặp nói mình là: "Mày chỉ cần thêm hai cái tai là không khác gì con lợn." Mình nghe vậy buồn lắm. Từ đó Ngọc quyết tâm giảm cân, thay đổi ngoại hình để tự tin hơn khi xuất hiện trước mọi người. Nguyễn nghĩ rằng muốn giảm cân, phải kết hợp cả chế độ ăn với tập luyện thì mới nhanh đạt kết quả. Và cô bắt đầu tham gia khóa tập gym và thực hiện chế độ ăn giảm cân được huấn luyện viên hướng dẫn. Chỉ sau thời gian ngắn, Ngọc đã giảm được số cân khủng từ 65kg xuống 50kg. Vòng bụng từ 75cm xuống 60cm. Thân hình săn chắc, sức khỏe được cải thiện khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chế độ ăn và tập luyện giúp giảm 15kg và 15cm vòng bụng trong 6 tháng. 1. Chế độ ăn kiêng giảm cân. Buổi sáng, uống 500ml nước ấm ngay khi ngủ dậy hoặc uống chanh mật ong. Uống nước vào buổi sáng quan trọng là để thanh lọc cơ thể giúp vận hành tốt hơn. Ăn 2 lòng trắng trứng gà, sinh tố chuối sữa chua không đường hoặc sinh tố rau củ quả. Buổi trưa, ăn 200g ướp gà hoặc thăn bò luộc. Ăn nhiều rau xanh như bông cải xanh, bí xanh, cà rốt. Ăn 2 quả chuối. Buổi tối, ăn 100g ướp gà hoặc thăn bò, tôm, cá hấp. Tất cả các loại cá đều tốt, đều cung cấp nguồn đạm, đặc biệt là cá hồi. Ăn nhiều rau xanh như bông cải xanh, bí xanh, cà rốt và uống nhiều nước. Trước khi đi ngủ có thể uống 1 ly sữa ấm, hạt óc chó hoặc hạnh nhân vào bữa chiều, hoặc uống 1 cốc sữa đậu nành. Bữa tối không ăn gì sau 7 giờ tối và không được ăn vặt trong mọi tình huống. Hoa quả chỉ được ăn chuối, vì loại quả này có nguồn tinh bột dồi dào và bổ sung nhiều vi chất. Lưu ý ăn từ 2 đến 3 quả trên ngày. Ngày uống đủ 2,5 đến 3 lít nước. Tuyệt đối tránh nước có ga, nước ngọt. Chỉ ăn những nguồn thực phẩm bổ sung tinh bột tốt. Tiêu hóa chậm giúp kiểm soát cơn đói hơn. Bổ sung nguồn vitamin, chất xơ, vi chất, dưỡng chất tự nhiên và đặc biệt không làm tích trữ mỡ thừa tốt như yến mạch, gạo lứt, bánh mì đen. 2. Chế độ tập luyện. Vì muốn giảm cân nhanh nên Ngọc đã sử dụng các bài tập thể lực giúp tăng sức bền, rồi sau đó tập các bài dành riêng cho từng vùng trên cơ thể để giảm mỡ bụng. Cô siêng năng tập các bài tập với tạ để giúp tăng cơ, giảm đi mỡ thừa. Cuối cùng là đi bộ leo dốc trên máy cardio. Hiện tại Ngọc vẫn áp dụng chế độ ăn này, nhưng không nghiêm ngặt để siết cân như ban đầu nữa. Tuy nhiên cô vẫn tuyệt đối hạn chế tinh bột và đặc biệt hạn chế các món ăn chiên xào.
về chế độ tập thì ngày nào. Ngọc cũng dành riêng một tiếng hoặc một tiếng rưỡi để thực hiện các bài hướng dẫn. Nếu hôm nào bận không lên phòng tập được, thì cô sẽ áp dụng những bài tập không sử dụng thiết bị hỗ trợ tại nhà. Chính vì thế cô không bị tăng cân trở lại. Nếu biết cách tập luyện và ăn uống khoa học, thì chắc chắn sẽ có cơ thể đẹp và khỏe mạnh.